Trong cái khoảng thời gian gần đây thì rất nhiều bạn bình luận là: bạn ơi, Figo giảm 5 triệu, giảm 7 triệu, khuyến mãi rất là lớn, nhưng mà chưa có một cái kênh YouTube nào quay về cái chiếc Figo này hết. Em định gần Tết hoặc là sau Tết em có lương có thưởng, hoặc là sau Tết em chuẩn bị đi làm, em mua một chiếc xe, thì em chọn dòng xe này rồi, mà chưa có clip nào báo giá cũng như là quay review tất cả các phiên bản màu sắc của nó, anh có thể làm được không? Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video đáp ứng nhu cầu của các bạn ha. Thì như các bạn thấy, bây giờ nó đang tặng 5 triệu đồng cho dòng Figo và tặng 7 triệu cho dòng Figo S, và có chương trình khuyến mãi nữa là từ 1 tháng 1 cho đến 28 tháng 2 là sẽ có chương trình trúng thưởng 300 xe Figo trên toàn quốc, tức là mua Figo có khả năng trúng Figo. Sẵn đây thì chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Chúng ta cùng bắt đầu luôn, không dài dòng nữa. Thì chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là Yamaha Figo, và cũng như là tất cả các dòng xe tay ga và kể cả Exciter 155 mới. Thì khi mà giới thiệu một cái gì đó mới tới mọi người thì mình sẽ giới thiệu một cách tổng quan cho đến cái chính xác cụ thể thực tế cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi, thì các bạn có thể thấy là những tính năng của chiếc xe này nổi trội, mình sẽ giới thiệu từ từ qua cái bảng màu. Và cách dễ nhất đó là đi theo Catolo. Thì phiên bản đặc biệt chúng ta sẽ có xanh nhám, đỏ nhám, trắng đen và màu xám nhám. Rồi, hãy cùng xem thực tế những màu sắc này nó như thế nào. Đầu tiên sẽ là phiên bản màu xám nhám. Đó, đây là phiên bản mình giới thiệu là 4 phiên bản đặc biệt trước nha. Thì chúng ta còn có tên gọi khác đó là Figo S. Còn phiên bản tiêu chuẩn bình thường thì nó không có chữ S. Rồi, thì cái màu xám của chúng ta sẽ là màu xám nhám. 4 phiên bản cao cấp đặc biệt này đều là màu nhám hết. Và cái tông màu của xe này sẽ kết hợp giữa xám nhám, đen nhám và có bộ tem màu vàng. Đó. Chiếc này sẽ có phanh ABS. Phiên bản cao cấp đặc biệt sẽ có phanh ABS. Các bạn nên lưu ý điều này ở bánh trước nha. Đó. Nói về cái xe mà tầm giá khoảng 30 triệu, dao động cho đến là khoảng gần 40 triệu mà có ABS, thì chiếc này đang sở hữu tính năng đó và những tính năng vượt trội khác nữa. Rồi, chúng ta sẽ có hệ thống đèn LED 2 tầng, và kiểu dáng của nó cũng khá là bầu bỉnh. Có lẽ là nó sẽ không thu hút ánh nhìn từ các bạn quá mạnh mẽ như là Vario chẳng hạn. Tại vì phiên bản này cũng là dòng xe dành cho nam, nhưng mà nó lại hơi tròn chỉnh một tí xíu. Tất nhiên nó sẽ có những cái phần góc cạnh riêng của nó, chứ không hẳn là nó tròn như là xe của nữ. Xe này nó vẫn ưu tiên về nam giới nhiều hơn, đặc biệt là những bạn nam mà cần một chiếc xe trải nghiệm bình thường nhưng mà đầy đủ tính năng, và thường là những bạn trai công sở. Bởi vì chiếc xe này nó giống như là nó thay thế cho cái chiếc Novo mấy cái đời trước á. Rồi, phiên bản tiếp theo quay xin giới thiệu với mọi người để là màu đỏ nhám ha. Đỏ nhám chúng ta sẽ có cái mặt nạ màu đen nhám giống như con xám nhám đó. Mình nhớ không lầm thì mấy cái phiên bản này bản nào cũng có cái mặt màu đen nhám gì đây hết. Đây là cái nói chung là phiên bản màu đỏ nhám này mình nhìn khá là ưng mắt á mọi người. Khi mà các bạn nhìn trong showroom thì nó đã có thể là đẹp rồi, khi mà nhìn ngoài đường á thì cảm giác nó còn đẹp hơn nữa. Và chúng ta sẽ có đèn LED trắng 2 tầng và hai cái đèn xi nhan là bóng halogen, bóng vàng ha, nằm ở hai bên này. Mình đã từng thấy mấy chiếc màu đỏ này chạy ngoài đường và bật cái đèn LED trắng lên nhìn rất là thu hút luôn. Có lẽ là nếu mình nó không hợp mạng đâu, tại vì mình mệnh thủy thì nó sẽ hợp với màu xanh hoặc là màu đen hơn là màu đỏ. Nhưng mà thật sự là trong bản màu mới thì khá là ưng mắt với con màu đỏ này, còn trong bản màu cũ thì lại thích cái màu xanh nhám, đen nhám hơn. Cái đèn xi nhan của nó cũng là halogen bóng vàng luôn, halogen luôn, và nó nằm chết một bên giống như là NVX vậy đó. Và chúng ta sẽ sử dụng khóa thông minh Smart Key ở phiên bản đặc biệt này. Ở trên này mở yên, ở dưới mở xăng, có hai cái chìa khóa phụ. Rồi xăng chúng ta sẽ mở bên này ha, rất là tiện lợi. Bình xăng nó nằm ở phía trước, không nằm trong cốp yên, khi đổ xăng không cần phải xuống để mở cốp yên. Đó là một điều thuận lợi. Mức tiêu hao nhiên liệu thì 1,97 lít trên 100 km, thì tầm khoảng 50 cây một lít xăng. Nó sẽ dao động khoảng đó, tùy theo người chạy và tùy theo cái mật độ lưu thông trên đường và cái con đường của bạn chạy nó như thế nào nữa. Tem của xe thì chiếc này với chiếc trắng thấy khá là giống nhau. Figo S, đây, chữ Figo S đó theo. Chữ này tem xe sẽ là tem nổi nha các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ có hai cái chìa khóa cơ dự phòng. Rồi, nãy mình mở xăng rồi, bây giờ mở cúp yên cho các bạn xem ha.
Cái bình xăng thì 4 lít 2, còn cái ngăn chứa đồ này là 25 lít, có sổ bảo hành, bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc, đi bất kỳ đại lý nào cũng được bảo hành hết ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái remote theo xe và một cái mã 6 số màu đỏ đỏ phía sau. Cái nắp này là cái nắp đậy bình ha bạn. Khi gáp xe thì sẽ đậy kín lại đây chứ nó không thể lè cái bình ra như vậy. Đó. Cái dung tích của cái cốp này là 25 lít. Rất khá là rộng rồi. Tính ra là nó bằng bằng con MVX luôn rồi chứ. Giá của chiếc phiên bản Figo S, là phiên bản đặc biệt, hiện tại là 38.900.000 đồng tại đại lý Yamaha Sài Gòn 1. Thông tin mình sẽ để ở phần mô tả ha. Sẽ có những đại lý hiện tại thì đang bán bằng giá đề xuất luôn đó. Có những đại lý sẽ bán cao giá đề xuất, có những đại lý sẽ có thể là bán thấp hơn giá đề xuất nữa không chừng. Và hiện tại khi mà các bạn mua xe trong tháng này sẽ được hỗ trợ lại 7 triệu đồng nữa, tính ra là còn 31.900 thôi, và trong tầm giá 32 triệu. 31.900 là 32 rồi. Với những tính năng mà mình vừa giới thiệu, xe này không có đối thủ. Có những trở ngại duy nhất đối với chiếc xe này, đó là dữ lắm là phần kiểu dáng thôi. Rồi mặt đồng hồ cũng là mặt đồng hồ điện tử luôn. Nhưng mặt đồng hồ này sẽ có một cái khuyết điểm nha. Đó, mình sẽ nói gọi cho các bạn. Các bạn có thể thấy nè, nó chỉ có một vài chi tiết nhỏ nhỏ thể hiện trên mặt đồng hồ thôi. Khi mở thì các bạn sẽ có hai dàn đèn hai bên, nhớ đại đèn tắt hết mà hãy để máy nha. Cái mặt đồng hồ này có một cái khuyết điểm đó là không hiển thị giờ đồng hồ. Các bạn nên lưu ý điều này. Rồi, chúng ta sẽ có hai cái bóng đèn định vị, đèn điện mi, đèn halogen bóng vàng. Và cái đèn xi nhan cũng là đèn halogen luôn, nó nằm ở hai bên như thế này. Đó, để mình quay cái đèn xi nhan sau với cái đèn lái cho các bạn xem luôn nha. Kiểu dáng con này Yamaha thiết kế vẫn có phần góc cạnh, vẫn có phần thể thao á. Đó, nhưng mà nó không quá sắc nét thôi. Đó, đèn lái với cái đèn xi nhan cũng rất là đẹp rồi. Bữa giờ về quê có ai bị hỏi gì chưa? Lương tháng nhiêu? Thưởng Tết nhiều không con? Công việc giờ sao rồi? Có người yêu chưa? Sao vợ này mập quá vậy? Ủa mày ế ai gì vậy? Có bd không chứ có vợ? Rồi, giới thiệu với mọi người. Đây là phiên bản màu xanh nhé. Phiên bản hợp mệnh với mình. Và cái phiên bản màu mới này, bộ tem mới sẽ là màu tem màu vàng vàng đồng tí xíu nha. Stop and start, nó đem thành tem luôn rồi. Đây là cái hệ thống ngắt tự động của xe. Rồi, rồi thêm một tính năng nữa mà trong tầm giá 30 mấy triệu lại có thêm một tính năng nữa, đó là sạc điện thoại đó. Các bạn thấy không, nãy giờ là nó full option luôn rồi đó, chưa thiếu cái gì hết trơn. Đây, ngắt tự động luôn, dừng tự động tắt máy luôn đó, tiết kiệm nhiên liệu, stop and start của Yamaha. Thì các bạn thấy trong tầm giá này thì làm gì có chiếc nào mà địch lại nó nữa, địch cái gì ta, địch thủ của nó được nữa đúng không? Có blue core của Yamaha là cái gì, im nè, nhẹ nè, chạy nó bốc nè, dễ sửa chữa nè, dễ thay thế các thứ nè. Đó. Và mình xin nhắc lại giá của con này một lần nữa ha, là hiện tại Yamaha Sài Gòn 1 đang bán bằng giá đề xuất, thậm chí thấp hơn giá đề xuất 90.000 là 38.900, và giảm 7 triệu trong tháng này là chỉ còn 31.900 thôi. Và trong tầm giá 31.900, tại sao mình nhắc đi nhắc lại con này không có đối thủ, mình xin liệt kê lại cho các bạn nè. Trong tầm giá 32 triệu có ABS, khóa thông minh, động cơ blue core 125 phân khối, cốp xe rộng, bình xăng đổ phía trước, hệ thống tem nổi các thứ rất đẹp, màn hình điện tử LCD. Đó. Rồi có sạc điện thoại. Thì bạn còn chờ đợi gì nữa? Những khuyết điểm mình cũng đã phân tích với các bạn rồi. Khuyết điểm thêm một lần nữa mình xin kể thêm nữa, đó là cái sàn để chân chiếc xe này nó hơi hẹp tí xíu. Đó. Còn máy móc đảm bảo im. Các bạn nhân viên bán hàng, các bạn nói khi mà khách hàng nhìn thấy chiếc Figo, khách hàng họ không thích kiểu dáng chiếc Figo thì coi như rất khó tư vấn. Nhưng một khi khách hàng đã chốt được chiếc Figo rồi, họ chọn được chiếc Figo rồi, thì nhân viên bán hàng rất yên tâm về chế độ hậu mãi, bởi vì máy xe cực kỳ im. Ít có khách nào lại để bán chiếc xe này lắm. Bất kỳ chiếc xe nào cũng có lỗi, cũng có này có nọ máy móc, hoặc thậm chí là có những chiếc xe chạy mới 3-4 ngàn cây khách hàng đã muốn bán lại, tại vì khách hàng trải nghiệm xong rồi. Nhưng mà chiếc Figo thì rất là ít người lại thay đổi. Mình cũng đã chuẩn bị tiền để mình mua lại xe cũ mà không có xe để mua, tại vì bán xong chiếc xe này thì nhân viên bán hàng họ rất là yên tâm, tại vì máy móc là rất là ok về hậu mãi về sau. Cái trọng lượng của chiếc xe này là 102 kg. Cái phân khối thì như mình nói rồi, hiện tại là nó chỉ có duy nhất một phiên bản 125 thôi, kể cả hai bản tiêu chuẩn khóa thường hoặc là khóa thông minh đều là 125 phân khối hết, tại xe tầm trung mà. Cái màu xanh này á, mình thấy cái đời xanh mà phiên bản 2019 nữ chạy rất nhiều nha, chứ không phải là chỉ nam không, nữ cũng có sử dụng màu xanh phiên bản 2019 rất là nhiều, nó khác cái tem thôi. Rồi, màu sắc cuối cùng của
bốn phiên bản đặc biệt đó là màu trắng đen. Thì ở đời 2019 là nó chỉ có xám nhám, đen nhám và màu xanh nhám. Thì đời 2020 thì nó có đẻ thêm màu đỏ nhám và màu trắng nhám nữa. Ồ đúng rồi, không phải trắng nhám, trắng đen. Đen của nó đen nhám, còn trắng của nó là trắng bóng. Thì bốn màu sắc đều bằng giá nhau hết là 31.900.000 đã chịu khuyến mãi. Và trong tháng này mua các bạn sẽ nhận được một cái combo quà và quay số chúng xem Figo, mua Figo chúng Figo đấy ha. Tuy nhiên là thời gian chương trình là có hạn nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi đến phiên bản tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì hiện tại nó chỉ có hai màu thôi, màu trắng và màu đỏ. Rồi đầu tiên thì Quang sẽ giới thiệu với mọi người là màu trắng ha. Màu trắng này tổng thể của nó là trắng rất là nhiều so với cái bản tiêu chuẩn lúc nãy. Và cái tem của nó mình cảm giác là nó rất là sắc sảo luôn, rất là sắc nét luôn. Các bạn thấy cái bộ tem không? Cảm giác như những lưỡi cưa luôn vậy đó, rất là đẹp ha. Tem lần này thì nó tỉ mỉ hơn, nó không quá lớn. Nó gọi là nó tinh tế nhẹ nhàng tí xíu đối với phiên bản màu trắng này. Đời cũ trước đây của nó cũng có màu trắng rồi, hình như mình nhớ không lầm là màu trắng xanh đen hay trắng xanh xám gì đó. Nó kết hợp màu trắng với một cái màu xanh xám đen chứ không phải là trắng nguyên con như thế này. Rồi giá hiện tại của phiên bản này là 32.900.000 đồng. Và các bạn sẽ được hỗ trợ lại 5 triệu đồng trong tháng này, là chỉ còn 27.900.000 đồng thôi. Ở một cái giá quá hời đúng không? Tuy nhiên chiếc xe này chúng ta sẽ không có ABS nha. Không có Smart Key nha. Không có Stop and Start, không có ngắt tự động. Đó là những đặc điểm khác của phiên bản này so với cái phiên bản kia. Và tất nhiên là cái chìa khóa chúng ta sử dụng sẽ là chìa khóa thường. Còn lại những cái ưu điểm mà lúc nãy mình nói từ chiếc xe kia, phiên bản Figo S qua chiếc xe này thì nó vẫn giữ nguyên dạng đầy đủ. Ví dụ như xăng đổ phía ngoài, phía trước nè, cốp yên lớn nè, có sạc điện thoại nè, màn hình điện tử nè, sạc động cơ Bluecore nè, đó thì nó vẫn là đầy đủ hết ha. Còn màu tiếp theo là màu duy nhất, màu cuối cùng trong buổi ngày hôm nay, đó là màu đỏ bóng. Màu này thì nó sẽ phối giữa đỏ với lại đen nhám. Màu sắc mới thì nó có màu đen nhám. Còn màu 2019 á là màu đỏ nó phối với màu đen xám mà đen bóng. Đố mấy bạn biết chiếc xe này là chiếc xe gì, tại sao nó nằm lẻ loi góc này. Chiếc xe này là chiếc xe khách quay số trúng thưởng trong cái đợt khuyến mãi lần này đó. Khách mua chiếc Latte trúng chiếc Figo này đó. Và cái tem của xe phiên bản tiêu chỉnh sẽ là tem chìm nha, chữ Figo tem chìm nha, quá thường như con màu trắng lúc nãy. Mà tức á trời, nhiều khi về quê nó nói tức gì đâu á, dịp Tết đây nè. Ủa, cho năm lấy vợ, mấy giờ trả lời con chuẩn bị lấy chồng, cho mấy năm sau khỏi hỏi nữa. Ủa, lương của mày có nhiều lương chị không? Trời trời, không lẽ nói lương em nhiều hơn lương tâm chị chứ tức á. Nhiều bạn thấy cái dòng trắng trắng hoặc là đen đen á, các bạn nghĩ, chiếc xe này có ABS mà, tại sao nó dốc tôi không có ABS? Trời ơi, nhân viên bán hàng nó dốc bạn làm cái gì? Chiếc xe này làm gì có ABS, cái số vòng đó là có thể là nó đo km thôi, nhưng vòng tua đo km, cộng tơ mét thôi chứ làm gì mà cái chiếc nào nó có thì người ta giới thiệu có. Nhiều bạn không tin chiếc này không có ABS nha, phiên bản này phiên bản thường không có. Tính năng của nó thì vẫn đầy đủ thôi, không có ABS, không có ngắt tự động và không có khóa thông minh thôi, nó khác ba đặc điểm đó thôi. Đây là màu xanh cũ nè, 2019 nè, và màu đỏ cũ 2019. Màu đỏ thì mình thấy là nó phối đỏ với đen bóng chứ không phải đen nhám. Và nhiều bạn hỏi là 2019 nhau 2020 khác nhau cái gì, mình giải thích luôn, máy móc nó y chang, tính năng y chang, nó chỉ khác cái bộ tem với cái màu sắc thôi, không khác cái gì hết trơn á. Và kể mọi người nghe luôn là có những khách hàng vô đây đòi cái bộ tem của 2019 á, các bạn tin được không, đòi bộ tem của 2019 mà không có xe để bán. Họ xe 2020 không chịu, 2021 thì làm gì có xe mới đâu, chưa có đâu. Rồi đến đây video mình cũng xin kết thúc nha.